truyền từ rừng cao suối vong, nghe câu then xin cho quên đường về, dù vẫn vương dâu vương tóc thề, mãi đi chợ xa nari hoa trắng núi ngân sơn đeo giang đàn tình vẫn mang theo. Bên Bắc Cạn mời thay lời yêu thương đây, sao mấy cùng về bởi mình nghĩ tới hồi lòng tông mình tìm cô then mới chúc phúc cuộc đời nàng tình nghĩa trắng vời dây phèo biếu cao ngất trời bóng núi chơi với sợi thuyền độc mộc câu then thả mình ba bể đang tắm nắng thung lũng nà ngoà mời nàng tiên nữ xa sông gầm reo cô gái giao trong rừng. Xin chào tất cả cô chú anh chị và khán giả và mọi người trên đường live của Nhi TV Vlog nhé. Thì hôm nay thì Nhi làm cái clip này thì lên Nhi chia sẻ với cô chú anh chị và mọi người trên không gian mạng xem là cái kênh Xỉu Thủy đang kêu gọi từ thiện có ăn chặn đầu ăn chặn đuôi cái đồng tiền từ thiện hay không. Thì khán giả cùng với Nhi sẽ đi vào cái phân tích và vào cái nhìn nhận là trong suốt cái quá trình kêu gọi tiền từ thiện có đúng mục đích, có đúng đối tượng cần giúp đỡ hay không. Thì cái vấn đề thứ nhất thì qua một cái đường live của kênh Xỉu Thủy hôm nay lên trên không gian mạng chia sẻ và cũng có giới thiệu với khán giả mọi người, cái việc đầu tiên thứ nhất là chia sẻ và cũng có nhận được một số tiền là 1.200 đô Canada gửi về cho cô giáo. Thì cái số tiền mà Xỉu Thủy đưa ra đổi cái tiền đô sang tiền Việt với cái số tiền đô Canada hiện tại trị giá bây giờ đang là 17. Thì Nhi theo dõi trên không gian mạng diễn biến và cái ngân hàng Sacombank nơi mà Xỉu Thủy đã đổi đô sang tiền Việt thì cái số tiền hiện tại là nó là 17.360. Thì Nhi hỏi mấy khán giả và mọi người, thế còn cái số tiền 360 kia đâu, nó đi đâu hết, và tại sao lý do gì kênh của Xỉu Thủy lại đưa cho cái cô ráo đấy có 17. Thì 1.000 đô thì đã là 360.000 rồi, thế 1.200 đô thì là bao nhiêu? Thì khán giả và mọi người hãy thử làm một phép nhân một phép cộng cho Nhi xem là trong cái việc kêu gọi từ thiện này và cái việc giải ngân này ra có chuẩn chỉnh chưa, hay là chặn đầu chặn đuôi bớt của người ta từng nghìn từng cắc một. Thì khán giả mọi người hãy thử nhìn nhận ra đi. Cái vấn đề thứ hai thì Nhi cũng nói với cô chú anh chị và mọi người, trước đây thì Nhi cũng đổi đô ra được một giá trị đó là 17.70, thì gọi cho đô lên xuống đi thì nó là 17.360. Thì lý do trên ngân hàng bất kể một cái việc gì trả tiền cho dân, trả tiền cho khách hàng là phải có biên lai, phải có dấu của ngân hàng Sacombank. Thế tại sao và lý do gì cái chủ kênh Thủy này không đưa ra cái biên lai mình đã đổi đô ra giá trị được bao nhiêu tiền? Có đúng không hả mọi người? Ví dụ đô mình đổi ra được 17 đi, thì phải có cái biên lai là bán ra bao nhiêu đô và thu về tiền Việt bao nhiêu đô, giá trị bán đô trong thời điểm hiện tại đấy có ngày có giờ. Thế tại sao Thủy không làm ra? Tại sao Thủy không minh bạch trong cái câu chuyện từ thiện này ra và cái câu chuyện đổi đô, cái sự đô chênh lệch giữa tiền Việt và tiền Canada? Tại sao và lý do gì thì khán giả mọi người hãy bình phẩm và hãy comment ở dưới clip cho Nhi xem là Xỉu Thủy này đã làm từ thiện đã minh bạch chưa, có phải đang chặn đầu chặn đuôi và đang có cái mục đích
giấu giếm đi cái sự thật không? Là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai thì Nhi xin chia sẻ với khán giả và mọi người về cái phần về cái cô giáo này, thì khán giả và mọi người cũng đã xem rồi. Trong cái bài phát biểu chia sẻ lên trên không gian mạng vì có vài chục triệu bạc và đã đánh giá về anh em họ hàng như vậy rồi, thì thử hỏi với khán giả mọi người, ví dụ bây giờ một vị khán giả hoặc một vị mạnh thường quân nữa, người ta có thể là cho thêm, gọi cho là 30 triệu đi, thì chắc chắn cái người gửi tiền kia thì cũng sẽ lại bị chê trách, cũng như chê trách người nhà người ta thôi, có đúng không? Thì Nhi thử hỏi với khán giả và mọi người, cái sự kêu gọi từ thiện này liệu trường học và bên công đoàn và bên nhà trường đấy, nơi cô giáo này đang công tác ở đấy, liệu có biết được là cô giáo này đang thông đồng với cái chủ kênh xỉu thủy này kêu gọi từ thiện không? Và trong cái sự kêu gọi từ thiện này là kêu gọi từ thiện cá nhân, thì thử hỏi với khán giả và mọi người, kêu gọi cá nhân này liệu đã minh bạch chưa? Liệu có sự thông đồng với nhau không? Thì cần cô chú anh chị và mọi người hãy xác minh và hãy chia sẻ cái clip này của Nhi lên để gửi đến cô giáo kia, là trong cái sự kêu gọi này đã minh bạch chưa? Và có sự nhất trí của cơ quan chức năng ban ngành chưa? Nơi xã phường mình đang sinh sống chưa? Bởi vì bây giờ có cái nghị quyết, nghị định 93 đã đưa ra, kêu gọi từ thiện thì phải có tài khoản cá nhân riêng và được một bên cấp cho cái số tài khoản đấy. Và kêu gọi từ thiện này phải minh bạch, công khai tài chính, số tiền mình nhận bao nhiêu và mình quy đổi ra bao nhiêu so với số tiền đô và tiền Việt. Phải công khai cái tài chính đấy lên, chứ không phải là đến đấy đếm xong quay clip. Thế Nhi hỏi mấy khán giả và mọi người, nếu như quay clip, quay xong tắt cái máy làm sụp ấy, thì lại ra cổng quay xong lại quay vào, lại đếm lại chia chác nhau phải không? Nhờ có công của anh kêu gọi thì em được một lửa, anh được một lửa, có đúng không? Đấy là những cái liềm nghi vấn và những cái liềm giả thiết của Nhi. Thì nếu như mà cái cô giáo này cần sự giúp đỡ chân thật thì phải có chính quyền địa phương người ta xác nhận vào. Bởi vì bây giờ đối tượng kêu gọi từ thiện, thế bây giờ cứ ai lên trên không gian mạng kêu ốm, kêu đau, kêu bệnh, kêu tật, kêu nghèo, kêu khổ thì lại lên trên không gian mạng xin ăn xin ăn xỏ, đúng không? Thì thưa hỏi với mọi người, nhiều những cái gia đình hoàn cảnh khác còn khó khăn, cần phải sự giúp đỡ hơn cái gia đình ở cái cô giáo này. Thế tại sao, lý do gì cô giáo này như vậy? Ở một cái nhà to, vẫn đang đi công tác, giảng dạy như vậy, mà vẫn lên trên không gian mạng câu kết với cái kênh thủy này, kêu gọi từ thiện. Thì liệu đã minh bạch chưa? Và có sự đồng ý của cơ quan ban ngành nơi sở tại chưa? Và lên kêu gọi từ thiện bất chấp như vậy khi cái nghị định, nghị quyết 93 đã đưa ra rồi. Thì Nhi hỏi mấy khán giả và mọi người, đây liệu đã là cái sự công tâm chưa? Khán giả mọi người hãy chia sẻ cho Nhi và hãy comment ở bên dưới xem là cái chia sẻ của Nhi đây có đúng mục đích hay không, có đúng sự thật hay không. Thì mong cô chú anh chị và khán giả và mọi người hãy lan tỏa cái clip này lên để cho cơ quan chức năng ban ngành người ta vào cuộc, người ta xác minh cái chủ tài khoản Thủy Vlog kia hay Thủy TV đấy đã kêu gọi từ thiện và đã làm những cái mục đích từ thiện này đã minh bạch, đã công khai chưa? Nếu như đã làm từ thiện công khai 1.000 một cách thì cũng phải công khai minh bạch, chứ không phải gian díu, chứ không phải câu kết bày đàn lên kêu gọi những cái đồng tiền này không được minh bạch. Thế tại sao và lý do gì cái chủ kênh của Xỉu Thủy này trước đây cũng lên phản biện và nói về giới văn nghệ sĩ đi kêu gọi từ thiện, thì tại sao không sao kê? Thì thử hỏi mấy khán giả và mọi người, cái kênh của Xỉu Thủy và Thủy TV này đã sao kê cái tài khoản lên chưa?
đã công khai cái tài khoản cá nhân lên chưa? Và cái số tiền chênh lệch giữa đô la và tiền Việt đã chuẩn chỉnh chưa? Có cái biên lai khi quy đổi tiền đô sang tiền Việt chưa? Tại sao không trưng lên cái biên lai, cái số tiền mình nhận được bao nhiêu và mình quy đổi ra tiền Việt được bao nhiêu? Tại sao không công khai lên? Bởi vì bây giờ tất cả trên không gian mạng, số tiền đô nó lên lên xuống xuống hàng ngày, khán giả và mọi người đều biết hết. Tất cả những ngân hàng, người ta đều đưa ra những cái bảng giá đô mua vào bao nhiêu, bán ra bao nhiêu, tỷ giá hàng ngày bao nhiêu, đều có hết. Thế tại sao cái con người của thuế không minh bạch về cái vấn đề đấy, vẫn còn lên trên không gian mạng lấp liếm chặn đầu chặn đuôi cái số tiền như này? Thì thử hỏi mấy khán giả, mọi người đã minh bạch chưa? Đã không công khai cái tài chính chưa? Một cái cách khách quan chưa? Để cho khán giả, cho mọi người biết được là cái con người và cái chủ kênh YouTube của Thủy TV đã minh bạch chưa? Đã tốt, đã đẹp chưa? Hay là cái mục đích này chia chác với nhau, thông đồng với nhau để kêu gọi từ thiện? Thì mong cô chú anh chị và mọi người hãy chia sẻ, hãy lan tỏa cái clip này lên để cho cơ quan ban ngành người ta vào cuộc, để người ta xác minh cái số tài khoản của Thủy Giáp Tông kia đã làm những cái việc gì, có mờ ám hay không, có minh bạch hay không, và cái số tiền đổi quy đổi Canada ra sang tiền Việt đã chuẩn chỉnh chưa, hay là chặn đầu chặn đuôi, hay là bớt đầu bớt đuôi, hay là chuộc lợi cho cá nhân, cho bản thân mình. Thì khán giả và mọi người hãy nhìn nhận ra đi. Còn trong cái vấn đề từ thiện, đi giúp đỡ cái hoàn cảnh gia đình khó khăn là việc cần nên làm. Nhưng nên làm chứ đừng nên lợi dụng vào để chuộc lợi, để kiếm ăn, để kiếm chát, để chặn đầu, để chặn đuôi. Làm cái gì cũng phải minh bạch lên, cũng phải sao kê lên như những gì Thủy trước đây đã chia sẻ trên không gian mạng. Mình hãy làm một cái tấm gương để cho các gọi cho mạnh thường quân khác, người ta nhìn nhận vào mình ăn có ăn đầu ăn đuôi không, mình có chặn đầu chặn đuôi của người ta hay không, thì mình hãy chia sẻ đi. Chứ đừng lên lấp liếm, đừng lên bao biện về những cái thói hư tật xấu của mình, trong khi cái con người của mình còn đang vướng và rất chi là nhiều những cái điều thị phi trên không gian mạng. Và đặc biệt thì khán giả mọi người hãy chia sẻ lên để cho xem cái kênh của Thủy Giáp Tông này đã tốt, đã đẹp khi cái chủ kênh của Gia Cát Phong kia lên chia sẻ và đang nói về cái vấn đề về xỉu thủy, còn đang rất chi là ối trời ơi trên không gian mạng đã làm những cái việc gì với đứng sinh thành cho mình ở quê hương. Thì khán giả mọi người cần nên đòi hỏi để xem cái con người của xỉu thủy này đã tốt, đã đẹp, đã đưa được những cái văn minh, cái lịch sự lên trên không gian mạng chưa? Hay là mình còn đang, ôi trời ơi, mình còn đang làm những cái việc rất chi là đê hèn? Thì tại sao và lý do gì khán giả và mọi người không đặt ra những cái dấu chấm hỏi cho cái chủ kênh này? Có làm từ thiện minh bạch hay không? Có đúng với thuần phong đạo đức của con người hay không? Thì mong cô chú anh chị và mọi người hãy comment, hãy chia sẻ, hãy bình phẩm lên để vạch ra cái sự thật, để cho không gian mạng biết được là cái con người của Thủy TV, Thủy Vlog này có tốt, có đẹp, có mang được cái lợi lộc hay cái lợi ích cho không gian mạng hay không? Hay là chỉ lên trên không gian mạng khua môi, múa mõm, đi làm từ thiện thì chặn đầu, chặn đuôi, ăn chặn người ta để chuộc lợi cho cá nhân, để kiếm cái Tết? Thì mong cô chú anh chị và mọi người hãy chia sẻ rầm rạ lên. Hộ Nhi thì hôm nay thì Nhi làm cái clip nó cũng ngắn đến đây thôi, để gửi cho đến cái xỉu thủy, cái kênh Thủy TV, hãy chia sẻ, hãy làm minh bạch cái số tài khoản của mình lên, và hãy chia sẻ cái biên lai khi mình bán đô Canada ra chuyển đổi sang tiền Việt được bao nhiêu tiền. Thì hãy chia sẻ lên một cái tab cộng đồng, nhớ là phải chụp cái biên lai có dấu đỏ của bên ngân hàng Sacombank như xỉu thủy đã chia sẻ, để xem xỉu thủy đã minh bạch chưa, xỉu thủy có ăn đầu ăn đuôi, có chặn đầu chặn đuôi 1.000 một cách của khán giả của mọi người hay không. Thì xỉu thủy là cái người hay làm minh bạch lên, hãy công khai cái tài chính lên để cho không gian mạng, cho mọi người biết được
là cái con người của mình có trong sạch hay không nhá, Sửu Thủy nhá. Thì Nhi cũng xin phép xin chào cô chú anh chị và mọi người khán giả trên kênh của Nhi. Thì mong cô chú anh chị và mọi người hãy comment một cái cách công tâm và lịch sự nhất, hãy lan tỏa cái clip của Nhi lên trên không gian mạng để cho khán giả và mọi người biết được là cái kênh này có mang lại cái lợi lộc gì, có mang lại cái lợi ích gì cho không gian mạng hay không. Thì mong cô chú anh chị và mọi người là khán giả là những người công tâm nhất, hãy chia sẻ, hãy xem cái sự công bằng, cái sự văn minh của chủ kênh Thủy Vlog, Thủy TV cho không gian mạng biết được. Thì Nhi xin phép, Nhi xin dừng cái clip ở đây. Xin hẹn, xin chào mọi người trong những clip tiếp theo ạ. Bye bye mọi người.
À, bộ trò Việt Nam cần chú rằng cái giống cho nó là chỉ có cần chú à thế. À, ô thì ô bà ô cái ô tí sửa nhỏ được tập trung học về ô hàn tạo hàn chùa ô chú nào chú lùa sửa nhỏ thì cái nhỏ rằng nó sợ chả không cho gì như tao chú ý rằng cái bây giờ là nó hát này được cho tôi chạy mông à đến để mông cái sửa nhỏ hàng rồi hàn chùa à mấy giờ cái tí phong gì nhỏ sang tí u tí nó sẽ tập sẽ tập phụ chú đồng bài nó như mua à trâu chậu xong rồi là hai mình tập bao rồi nè như thế thế chú cái này à chú cái người giống cái tin nào nè không có chỉnh lâu mùa là còn nó khăn nào giờ cũng đùng bay thì giờ tôi chạy cho pi pi thôn nọ, ai pi thôn nọ, thôn nông nọ thì nên tụi nó sẽ dùng để cho chăn, ai pi cho mình chịu xử, nhưng mà nếu có chữ lô sư lô bê tôi chỉ đào nó chạy hết thì nhưng chỉ sẽ dùng để chăn để cho mình, hay là giờ nên tụi chăn lại nó thì pi thôn nọ mà thằng cái pi cho mình ngủ xử, pi cho mình chịu, còn học về, cái nông nọ thì nên tụi chơi như cổ rong là rong số thể thì bị mu à lúc chạy nhường chạy lùn nhau thì đôi lúc sầu lúc chạy hai thì sầu lúc chạy ba thì chạy ba.